đang xem video tại kênh youtube nhà gió GBU. Đừng quên đăng ký kênh và bấm nhận thông báo để không bỏ lỡ các nội dung mới nhất nhé. Cô bé quái vật từ nhỏ không khóc không cười. Ngoài ý muốn trở thành người nắm giữ trái tim của hoàng thái tử yếu đuối hay khóc nhè. Không ngờ nhìn tiểu thái tử vẻ ngoài vô hại này, lại chính là một kẻ điên một lòng muốn độc chiếm nữ chính. Kiếp trước, Yusnin bị trúng một dao mà chết. Nhưng thứ mà cô không thể buông bỏ nhất ở kiếp, trước chính là người mẹ ruột thân mang bệnh của mình. Nhưng khi Yusnin tỉnh lại, lại biến thành con gái lớn của gia đình khai quốc công tước. Thế là Iusnin nỗ lực tìm đọc rất nhiều sách cổ, nhưng vẫn chẳng thể tìm ra cách trở về thế giới ban đầu. Chính vào lúc Iusnin đang phiền não, tiểu thái tử dính người liền tìm tới cửa. Cậu mang trên người vẻ ngoài tượng trưng cho hoàng gia, với mái tóc vàng kim óng A à và gương mặt vô cùng đáng yêu. Tiểu thái tử mềm mại nói với Iusnin, "Tớ nhớ cậu lắm đó." Lại nghe được cô bé xa cách chào hỏi, "Chào ngài, hoàng thái tử điện hạ." tiểu thái tử đáng yêu nghe vậy liền tủi thân liền nói với iusnin quanh đây không có người ngoài cậu có thể kêu tên của tớ mà nói xong còn đỏ mặt lấy ra một đóa hoa tươi nở nụ cười nói còn nữa hôm nay cậu có thể kết hôn cùng tới không thái tử cho rằng chỉ cần như vậy hai người bọn họ có thể ở bên nhau mỗi ngày rồi nhưng hơn ai hết iusnin biết hoàng hậu đã sớm chọn xong con dâu tương lai cho hoàng gia rồi người đó không phải cô mà bản thân iusnin cũng không muốn ở lại thế giới này vậy là iusnin liền dùng lý do thái tử không phải kiểu mà cô bé yêu thích để từ chối lời đề nghị của cậu nhưng hoàng thái tử vẫn chưa chịu từ bỏ cậu hỏi iusnin vậy cậu thích loại hình như thế nào vậy là hoàng thái tử nhận được câu trả lời tôi thích tóc đen mắt đen iusnin ở thế giới này không có cách nào để thay đổi màu mắt và màu tóc nên qua loa dùng lý do này muốn hoàng thái tử hết hy vọng nào ngờ sau ngày hôm ấy, cả nhà Iusnin bị hoàng đế đầy tới biên giới. 14 năm sau, Iusnin mới lần nữa trở về lại kinh đô. Trong lòng Iusnin có cả ngàn điều phải suy tư. Trông thấy chị gái tâm trạng không vui, em gái ghen của cô lo lắng quan tâm. Mà người mẹ tinh linh của Iusnin cùng công tước cũng có phần căng thẳng. Vì không muốn để bọn họ lo lắng, Iusnin dùng lý do đã lâu không trở về kinh đô. Trong lòng cảm thấy có phần lạ lẫm để an ủi mọi người xe ngựa dừng trước cửa dinh thự công tước Iusnin nhìn tòa lâu đài nguy Nga trắng lệ trước mặt, nó giống như chưa từng thay đổi vậy. Nhưng em gái ghen thì ngược lại, vô cùng hưng phấn, bởi vì cô bé được sinh ra sau khi gia đình công tước hátlen bị đầy, tới biên cương. Cô bé vô cùng ngạc nhiên hỏi mẹ: "Đây thực sự là nhà của chúng ta sao mẹ?" Sự tò mò của cô bé làm Iusnin cảm thấy áy náy, bởi vì cô mà cả gia đình công tước mới rơi vào cảnh này, thấy Iusnin tự trách. Cả nhà liền tới ôm lấy cô. Mọi người không một ai oán trách Sinh cả. Có được gia đình như vậy, Sinh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng Sinh hiểu rõ một chuyện. Nơi này không thuộc về cô. Hơn nữa Sinh còn một người mẹ đang bị bệnh nặng chờ cô trở về. Nghĩ tới đây, Sinh liền lên tiếng gọi cha mẹ lại. Cô nói cho hai người về mong muốn được tới viện nghiên cứu Calisium học tập. Đó là một tổ chức quốc gia nghiên cứu sức mạnh của ma thuật. Trong thế giới này có sự tồn tại của tinh linh và thần. Iuisnin cảm thấy, nếu bản thân nghiên cứu về ma lực, thì cô có cơ hội tìm được manh mối trở về thế giới cũ. Nhưng sau khi nộp đơn xin nhập học, Iuisnin rất nhanh đã được nhận. Cầm tờ thông báo trên tay, Iuisnin có chút không ngờ tới. Điều này giống như có người đã sắp xếp tất cả vậy. Không ngờ ngày đầu tiên nhập học, Iuisnin đã gặp phải rắc rối. Đối phương vừa tới đã lên tiếng gọi tên Iuisnin. Lời này lập tức nhận được sự quan tâm của mọi người xung quanh. Bọn họ bắt đầu bàn tán về cô, bởi vì chuyện cả nhà công tước hát Len bị tiên hoàng đuổi tới biên cương, toàn bộ vương quốc đều biết. Lúc này, có người lên tiếng nhắc nhở: Cẩn thận mấy lời nói của cô, cẩn thận thái tử. À không, hoàng đế nghe được đấy. Những lời này cũng lọt vào tai Iusnin. Nghe tới có người nhắc tới người kia, Iusnin mới nhớ tới cậu bé thích khóc nhè đòi kết hôn với cô năm nào, hiện giờ đã là quốc vương của đế quốc. Nghĩ tới đây, Iuisnin không nhịn được mà nở nụ cười. Nhưng sự thất thần của cô lại làm cô gái tóc vàng tức giận. Cô ta lên tiếng mắng Iuisnin bất lịch sự, không có giáo dưỡng. Iuisnin nhìn người trước mặt, trong lòng có chút nghi hoặc. Đây là con gái của hầu tước sao? Bởi vì bị đẩy tới biên cương, nên thế lực của gia đình công tước dần dần suy yếu. Nhờ vậy, gia đình hầu tước đã nhân cơ hội này mà vươn lên mạnh mẽ. Nhưng Iuisnin không quan tâm đến chuyện này, cô không có ý định sợ sệt. Hay nhân nhượng trước những kẻ thể hiện thái độ thù địch với mình, Yiu e. vừa lên tiếng đã chọc vào điểm yếu của đối phương. Cô thực sự là một vị tiểu thư quý tộc đấy à? Lần đầu tiên gặp mặt đã tùy tiện gọi thẳng tên người khác. Xem ra gia đình của cô không có dạy cô quy tắc ứng xử cơ bản trong giao tiếp nhỉ. Lời này làm tóc vàng tức tới nghiến răng nghiến lợi. Cô ta tức giận nói, ta là Lily Siêu En, không chỉ là một quý tộc, mà còn là ứng cử viên cho ngôi vị hoàng hậu đó. Eius nghe vậy cũng chẳng hề run sợ, cô thích thì cứ làm, vì tôi chả quan tâm mấy đâu. Lily En nghe vậy thì tức tới run người, lớn tiếng nói, "Tôi dám vỗ ngực nói rằng bản thân vô cùng thân thiết với hoàng đế, từ khi ngài còn nhỏ, gia đình Hatland của cô sụp đổ, nhưng lời còn chưa nói hết, đã bị một tiếng cười nhẹ cắt ngang. Một người đàn ông tóc đen bước tới ta đã ra lệnh khôi phục tước vị và trao trả mọi vinh hạnh cho gia tộc Hatland. Xem ra có người xem thường mệnh lệnh của ta." nói xong liền ra lệnh cho người kéo tóc vàng đi xử trảm Eustlin e. ngơ ngác trước, nhưng tiếng tham kiến bệ hạ cùng tiếng kêu gào xin tha thứ vang lên xung quanh mình. Cô biết rõ chuyện Tess đã lên ngồi hoàng đế, nhưng mà người đàn ông tóc đen mắt đen trước mặt này là ai? Eustlin e. thực sự không nhận ra, đây là cậu bé yếu ớt nhiều bệnh, còn thích khóc nhè ngày xưa sao? Mà lúc này, ngay cả viện trưởng cũng đã tới cầu xin tha thứ của Lily En nhưng bạo quân vẫn chẳng có chút mảy may dao động bởi vì anh ta chính là tên bạo chúa vô tình tàn bạo. Anh đã nỗ lực 14 năm, chỉ để khôi phục lại toàn bộ danh vọng cho gia đình của cô gái này. Mà kẻ kia dám ở trước mặt anh, sỉ nhục người con gái mà anh yêu thương nhất. Vẻ mặt lạnh lùng này hoàn toàn khác với cậu bé thích khóc nhè ngày xưa. Cùng với vẻ ngoài hoàn toàn thay đổi, càng khiến cho Iusnin không dám tin. Bởi vì tóc vàng mắt xanh chính là dấu hiệu của huyết mạch hoàng gia. Nhưng vẻ bề ngoài của người đàn ông trước mặt này lại không giống như vậy. Nhưng những người xung quanh lại giống như đã sớm quen cả rồi. Iusnin đè xuống sự nghi hoặc trong lòng, cô cúi đầu hành lễ với hoàng đế, sau đó lên tiếng xin tha cho tiểu thư nhà hầu tước. Dù gì tội của đối phương cũng không đáng nhận lấy cái chết. Thái độ xa lạ làm cho người đàn ông khựng lại giây lát. Sau đó, anh đặt tay lên vai Iusnin, lên tiếng khen ngợi: "Công nương đúng thật là rộng lượng. Cầu xin tha thứ cho kẻ đã xúc phạm gia tộc của mình ư?" Gương mặt gần trong gang tấc của người kia cùng với biểu cảm này của anh ta làm iusnin chắc chắn người này chính là tes sau cùng bạo quân nghe theo lời của iusnin đồng ý tha tội chết cho tiểu thử siêu ên nhưng yêu cầu nhốt cô ta dưới tầng hầm của hoàng cung ra lệnh xong hoàng đế đột nhiên quay sang hỏi iusnin ta muốn tham quan học viên công nương có muốn đi cùng ta hay không iusnin nhăn mày nâng tay đặt lên tay hoàng đế đáp vâng đương nhiên rồi trong lòng iusnin lúc này vẫn lặp đi lặp lại câu hỏi vì sao ngoại hình của Tess lại thay đổi? Suốt một đường, người đàn ông kia đều không lên tiếng. Iuisnin không hề cảm nhận thấy ma pháp xung quanh người Tess. Vậy nên, chắc chắn chuyện anh thay đổi ngoại hình không liên quan tới ma thuật. Nhưng trong thế giới này cũng không có sự tồn tại của thuốc nhuộm tóc hay kính áp tròng. Trong lúc Iuisnin còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, thì đã bị người kia kéo vào lòng. Bạo quân dịu dàng kêu tên Iuisnin. Iuisnin bị hành động này làm cho kinh ngạc. Cô bột miệng gọi một tiếng bệ hạ. Nào ngờ khi nghe được tiếng gọi này, người đàn ông kia lại lên tiếng xin lỗi. Ta đã sai rồi. Vì ta đến muộn nên em mới nổi giận phải không? Vậy nên em mới xa cách gọi ta là bệ hạ và còn cúi đầu hành lễ với ta. Xin lỗi, xin hãy tha thứ cho ta. Nước mắt cũng theo từng lời nói của người kia mà rơi ướt vai áo của Iusnin. Iusnin vươn tay, chạm vào gương mặt đầy nước mắt của người đàn ông trước mặt. Trong lòng mềm nhũn gọi tên anh Tess. Thấy người kia đã nhận ra mình, Tess vô cùng vui vẻ. Ta còn tưởng rằng em đã không còn nhớ đến ta nữa rồi." Nhìn người đàn ông trước mặt, Iosnin e. có rất nhiều lời muốn nói. Cô muốn biết vì sao năm ấy, gia đình Hatland lại bị lưu đày, vì sao suốt những năm qua, anh không gửi tới bất cứ lá thư nào cho cô. Nhưng trông thấy bộ dạng rơi nước mắt của Tess, tất cả những câu hỏi đều bị đè xuống, không thể nói thành lời. Nhưng Iosnin vẫn không thể nào ngừng thắc mắc, vì sao gương mặt của Tess lại thay đổi? Đây có thực sự là đứa trẻ năm xưa không? Cuối cùng Iusnin không nhịn được mà nói ra những thắc mắc trong lòng mình. Tess bình tĩnh đặt một nụ hôn lên tay Iusnin. "Sao thế, em không thích sao?" Câu trả lời tiếp đó của Tess càng làm Iusnin kinh ngạc hơn. "Anh nói bởi vì đây là hình mẫu mà Iusnin thích." Anh ngước đôi mắt đen láy còn đang đong đầy nước mắt, vừa đáng thương vừa động lòng người hỏi Iusnin, "Em đã nói, đó là hình mẫu lý tưởng của em mà." Tóc đen và mắt đen. Dứt lời, Tess vươn tay, ôm Iusnin vào lòng giống như khi còn nhỏ thỉnh cầu iusnin bây giờ ta đã là hoàng đế rồi nên chúng ta không cần phải xa nhau nữa anh cắn nhẹ lên vành tay iusnin tất cả mọi thứ của ta đều là của em sự điên cuồng chiếm hữu của đối phương làm iusnin có cảm giác bản thân rơi vào một cái bẫy hoàn hảo ánh mắt tes vừa nguy hiểm vừa chứa đầy mê hoặc nhẹ nhàng ở bên tai iusnin bày tỏ ta yêu em chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau rồi iusnin của ta từ nhỏ Snin đã được gọi là đứa trẻ không khóc cô bé là một đứa trẻ kỳ lạ vào ngày ra đời đã nhìn thẳng vào mặt cha mẹ mà không khóc đến mức nổi da gà ngược lại với Snin, tess được gọi là đứa trẻ khi nào cũng khóc từ khi sinh ra cứ nhìn thấy người là lại khóc tiên hoàng lo lắng hoàng thái từ không có người bạn nào nên đã sắp xếp cho hai đứa trẻ kỳ lạ gặp nhau không ngờ khi vừa trông thấy Snin, hoàng thái tử lại nở nụ cười nói đôi mắt không đau nữa và kể từ đó, hoàng thái tử trở thành cái đuôi nhỏ của Iusnin. Mặc dù thấy rất phiền phức vì Tess cứ luôn bám theo mình, nhưng Iusnin chưa từng ghét bỏ cậu bé. Chính vào những lúc Iusnin bất lực vì không tìm được cách để trở về thế giới cũ, hoàng thái tử sẽ đem hoa tươi tới, đem ánh sáng mặt trời vào căn phòng tối tăm của cô bé. Luôn là nụ cười đáng yêu vô hại ấy. Tớ nhớ cậu quá, nên hôm nay tớ lại tới. Sự nhiệt liệt cùng ấm áp của Tess luôn là điều ngọt ngào an ủi trái tim Eusnin. Cô nở nụ cười nhắc nhở, đồ ngốc này, phải vào bằng cửa chính chứ. Thế là Tess tủi thân nói. Nếu Eusnin đồng ý kết hôn với tớ, thì tớ sẽ không phải đi qua đi lại như thế này nữa. Hoàng thái tử cứ suốt ngày vây quanh mình, đòi kết hôn. Nên Eusnin cũng chẳng coi đó là thật. Nhưng không ngờ người kia vì một câu nói của cô. Liền thay đổi dung mạo của bản thân. Yusnin còn đang chìm đắm trong hồi ức của quá khứ, thì một bàn tay to lớn đã đặt lên môi cô hoàng đế bất mãn eusnin em đang suy nghĩ sang chuyện khác ở trước mặt ta sao test thăm dò ghé sát đôi môi lại gần hơn lại làm eusnin hoảng hốt mở to mắt cô không hề do dự đẩy test ra còn lên tiếng cảnh cáo vừa phải thôi test vây lơn muốn nhanh chóng ngăn chuyện này lại cô không muốn có thể người ngăn cản chuyện cô trở về eusnin nghi hoặc hỏi người kia anh nói anh thay đổi ngoại hình vì tôi là thật sao Te Sway Lân nở nụ cười khẳng định. Để phù hợp với hình mẫu của em, ta đã thay đổi cả trang phục của hoàng đế. Biến nó từ màu trắng thành màu đen. Em thấy sao? Có hài lòng không? Ti vươn tay, chỉ lên trang sức màu đỏ trên ngực áo. Nếu em thích, ta sẽ đem toàn bộ đổi thành màu đen. Chỉ cần em muốn, ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Nhưng điều Yusnin thắc mắc chỉ có một. Chính là vì làm cách nào mà Tis có thể thay đổi ngoại hình. Bởi vì Yusnin nghi ngờ, chuyện gia đình Hatlen bị đẩy tới biên ải, rất có thể liên quan tới chuyện Tis thay đổi ngoại hình. Nhưng Tis không trực tiếp trả lời. Anh nở nụ cười nói, em muốn biết sao? Chỉ cần em đồng ý kết hôn với ta, ta sẽ nói cho em biết. Nghe được lời này, Yusnin dứt khoát xoay người rời đi. Thẳng thắn từ chối. Nhưng Tis đã có phương án dự phòng. Anh bước lên trước chắn trước mặt Yusnin. Ta có quà cho em. Đó là thẻ ra vào thư viện Hoàng Cung bên trong có rất nhiều sách liên quan tới ma pháp ngoại trừ khu vực sách cấm em có thể mượn tất cả sách ở đó những lời này của tis trực tiếp nhắm chúng vào những suy nghĩ trong lòng iusnin em rất thích đọc sách còn gì nói xong liền đặt một nụ hôn lên mái tóc iusnin sau đó trước khi iusnin nổi giận liền rút lui một tiếng một lùi vô cùng hoàn mỹ ai có thể không rung động trước sự tấn công này cơ chứ tis nở nụ cười nói ta đợi em ở hoàng cung nhưng mà em phải nhanh tới đó sự nhẫn nại của ta cũng không còn nhiều đâu vừa dứt lời người kia liền biết mất trong không khí nhận ra đó là ma thuật dịch chuyển tức thời iusnin e. lập tức cảm thấy vô cùng kinh ngạc không ngờ tis có thể sử dụng loại ma thuật cao cấp này ngày hôm sau trong phủ công tước hátlen iusnin đang cùng người bạn thanh mai trúc mã e -bon át luyện kiếm bất lực xin tha Eo hôm nay có phải hơi quá sức rồi không Iusnin nghe vậy thu kiếm về, cảm thán, là do cậu vẫn yếu như trước, ETL không chịu nhận thua nói, cậu là người đầu tiên nói một kỵ sĩ yếu đuối đấy, vì cậu là người mang trong mình dòng máu của tinh linh nên mới mạnh như vậy. Nghe Iusnin chào phúng nói, có phải do việc ở đoàn kỵ sĩ của bận, đến cậu không có thời gian viết thư cho tớ phải không? ETL liền ấm ức không thôi, cậu ta vẫn luôn nghiêm túc viết thư gửi cho Iusnin nghe được những lời này iusnin cũng không nghĩ nhiều mà đổi chủ đề hỏi etil có cảm thấy tis đã thay đổi rồi không sau khi nghe được đối phương trả lời không có gì khác lạ lúc này iusnin mới biết thì ra tất cả mọi người đều không biết về chuyện ngoại hình của tis đã thay đổi nhưng sau khi tis lên ngôi hoàng đế trong nước đã nổi lên một trận gió tanh mưa máu nghĩ tới chuyện kia etil liền nhắc nhở iusnin đừng dính vào bệ hạ bởi vì người kia vô cùng nguy hiểm Mặc dù Yusnin cũng có linh cảm không nên dính vào Tis. Nhưng, cô không thể bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu thêm về ma pháp được. Cuối cùng Yusnin vẫn quyết định đi tới Thư viện Hoàng gia. Mà Tis cũng đã ở đó chờ rất lâu. Anh nở nụ cười nhìn về phía Yusnin ta đã chờ em rất lâu rồi đấy, Yusnin của ta. Không biết những lời này là ám chỉ những ngày vừa qua hay là nói 14 năm xa cách. Cậu bé mít ướt nhìn vô hại trước mặt này. Chính là bạo quân điên cùng muốn độc chiếm nữ chính sự cưng chiều mà Tis dành cho Yusnin đã lan truyền khắp nơi trong giới quý tộc ở thủ đô. Bọn họ âm thầm nghị luận, sợ rằng có một ngày hoàng hậu sẽ có xuất thân từ gia tộc Hatlen. Những lời này vô tình lọt vào tai Yusnin. Cô vô cùng ưu sầu cùng bất lực. Hiện giờ vương quốc đang chia làm hai phe. Một bên là gia tộc của công tước có công khai quốc. Một bên khác là gia đình hầu tước do hoàng hậu chống lưng. Vì thế, hoàng hậu đã lên kế hoạch chọn con dâu trong gia đình hầu tước. Nhưng không ngờ tới, Hoàng thái tử lại yêu thích Yusnin. Vì lý do đó, gia đình Yusnin cũng trở thành mục tiêu bị nhắm tới cho vị trí thái tử phi, bị các thế lực xung quanh kìm hãm. Ngay sau khi gia đình hát Len trở lại thủ đô, tin đồn càng lúc càng nhiều. Điều này càng làm Yusnin đau đầu. Cô không muốn gây thêm phiền toái cho gia đình, bởi vì người nhà đã vì cô mà phải vất vả 14 năm qua rồi. Nhớ đến chuyện năm xưa, khi ấy Yusnin đột nhiên bị hoàng đế triệu kiến vào hoàng cung, Gương mặt Tiên Hoàng vô cùng âm trầm nhìn về phía Yusnin. Ông ta tức giận hỏi Yusnin, "Có phải ngươi thích màu đen không?" Nhận được câu trả lời khẳng định của cô bé, ánh mắt hoàng đế trở nên vô cùng kỳ lạ. Ông ta điên cuồng nở nụ cười. Ông ta căm hận nói, "Thần quan cũng đã bỏ cuộc trước đứa con của ông ta, nhưng thứ duy nhất mà tiểu thái tử gọi chính là tên của Yusnin." Ông ta hung hăng hướng về phía Yusnin mà mắng chửi, "Tất cả đều là vì đứa trẻ bất chính đó." con gái bị sỉ nhục. Người mẹ tinh linh của Iusnin liền đứng ra bảo vệ cô. Ngài hãy nói cho đúng vào, hoàng đế bệ hạ của đế quốc. Tinh linh là biểu tượng của sự trong sách và sạch sẽ. Chuyện xảy ra với con trai của ngài, đó là lựa chọn của đứa trẻ đó. Công tước phu nhân không muốn, sự tức giận vô cớ của hoàng đế lại chút lên người con gái của bà. Nhưng hoàng đế vẫn không nguôi giận. Còn hạ lệnh lưu đành Iusnin tới biên cương, vĩnh viễn không được quay trở về. Cha mẹ Eiusnin vô cùng lo lắng cho con gái nên đã chủ động xin được đi cùng cô bé. Hoàng đế trực tiếp đồng ý, đó cũng chính là sự khoan dung cuối cùng mà ông ta dành cho gia tộc Hardland. Nhớ lại chuyện xưa, Eiusnin âm thầm thở dài. Cô còn tưởng rằng bản thân sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa. Eiusnin mải suy nghĩ nên không chú ý tới Tis đang đứng chờ ở một góc khuất cách đó không xa. Vừa bước vào bên trong thư viện hoàng gia, Eiusnin liền bị khung cảnh bên trong làm cho kinh ngạc nơi này đã rộng lớn hơn trước rất nhiều chính vào lúc cô đang cảm thán thì quản lý thư viện bước tới người kia vừa trông thấy cô đã nhận ra ngay cô gái này là iusnin nhưng ông lại không thấy lạ chút nào bởi vì bệ hạ đã sớm cho ông biết iusnin sẽ trở về người quản lý cho iusnin biết vừa lên ngôi vua bệ hạ đã đem toàn bộ những cuốn sách mà iusnin cảm thấy hứng thú thu thập về đây nghe vậy iusnin cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn thì ra Tis vẫn luôn nhớ tới cô. Sau khi chọn sách xong, Yi e. một mình ngồi trong góc xem sách. Dù ở đây vô cùng yên tĩnh, thì Yi cũng không tài nào tập trung được. Trong lòng Yi vô cùng hỗn loạn. Khi bị tiên đế đẩy tới biên cương, Yi từng oán giận Tis. Không phải cô ghét bỏ vùng biên cương nghèo khó, mà vì những người thân của cô không đáng phải chịu cảnh như vậy. Hơn nữa ở nơi đó rất khó để tìm được những cuốn sách liên quan tới ma pháp nên việc tìm kiếm con đường trở về của iusnin càng thêm vô vọng mặc dù biết được chuyện này không hoàn toàn là lỗi của tis nhưng cô cũng không có cách nào đối diện với anh mà lúc này một bóng dáng quen thuộc bước tới bên cạnh iusnin trông thấy người tới iusnin có chút bất lực đối phương lúc này vẫn như hồi còn nhỏ yêu thích dính lấy iusnin mà tis vẫn như cũ mà khẳng định bởi vì ta thích iusnin nhưng mà iusnin cũng không thèm để tâm Cô chỉ muốn thắc mắc trong lòng được giải thích. Iusnin vươn tay đặt lên vai Tis. Hỏi anh tại sao không có ai nói về ngoại hình của cậu vậy? Bạo Quân lại chẳng đáp lời, mà anh vươn tay đan vào bàn tay của Iusnin. Em đang tò mò chuyện liên quan tới ta đấy à? Ta vui lắm. Đôi môi lạnh băng của Tis chạm vào bàn tay nóng bừng của Iusnin. Hình như anh còn chưa hài lòng với sự đụng chạm này, còn trực tiếp vươn đầu lưỡi, nếm thử hương vị trên đầu ngón tay của Iusnin. Em thật ngọt, Iusnin những lời này làm cho gương mặt eusnin đỏ bừng cô tức giận túm lấy cổ áo của bạo quân trong chớp mắt đã đem anh ấn lên bàn vai trò thợ săn và con mồi lập tức bị đảo ngược eusnin tức giận uy hiếp tôi đã nói nếu còn như vậy tôi sẽ không cho qua cho anh nữa rồi mà bốn mắt nhìn nhau tư thế cũng vô cùng ái muội eusnin còn chưa nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề nào ngờ trái ngược với sự nghiêm túc của cô tis lại không nhịn được mà bật cười còn cường điệu nói Iusnin đúng là mạnh mẽ thật đấy. Bộ dạng không mấy quan tâm này của Tis, làm Iusnin bất lực buông anh ra. Nhưng chính vào giây phút tách ra ấy, cả người Iusnin bị kéo xuống. Tis đem cô ôm vào lòng. Ta thấy cứ như thế này cũng tốt mà. Bạo quân dùng bộ dạng đường đường chính chính nói nhưng lời thả thính. Làm cho Iusnin tức tới đau đầu. Iusnin không chút nương tay đem Tis ném xuống đất. Nhưng bạo quân không tức giận, còn làm ra bộ dạng đáng thương. Trách Iusnin đẩy mình không hề thương tiếc. Iosnin nghe vậy oán giận nói: "Anh nên cảm ơn tôi vì không thật sự đánh anh đấy." Tis nghe vậy liền nói: "Ta nghe nói em gặp được thầy dạy kiếm giỏi ở biên cương, quả nhiên đã mạnh hơn hồi nhỏ rồi." Thấy chút chuyện nhỏ đó mà Tis cũng biết, xem ra hoàng thái tử yếu đuối mít ướt trước kia, hiện giờ biến thành bạo quân của nguy hiểm vừa thần bí rồi. Nhưng không biết vì sao, người này vẫn luôn hấp dẫn ánh nhìn của Iosnin. Điều này làm Iosnin có chút ảo não lẽ nào màu đen thực sự là gu của mình à trông thấy iusnin đỏ mặt quay đi để che giấu tis liền vạch trần xem ra iusnin thực sự rất thích màu đen nhỉ vậy cái giá mà ta phải trả cũng đáng nghe được hai từ trả giá cả người iusnin run lên cô thúc ép tis nói cho cô biết sự thật về chuyện anh thay đổi vẻ bề ngoài cuối cùng tis cũng chịu nói ra sự thật thì ra anh và hoàng cung được liên kết với nhau vị hoàng đế đầu tiên vì muốn kìm hãm các nước láng giềng, ngăn chặn cuộc chiến với đế quốc phía nam và ngăn cuộc nội chiến không ngừng của các bè phái quý tộc, đã đồng bộ hóa bản thân ông ấy với hoàng cung để giám sát bất cứ ai trong lâu đài. Từ đó về sau, lời thế vẫn chuyển lại cho các hoàng đế đời tiếp theo. Cũng có thể nói, nơi này là lãnh địa của Tis. Hơn nữa, so với những vị hoàng đế khác, Tis có năng lực mạnh hơn rất nhiều. Chỉ cần là người tiến vào hoàng cung, anh đều có thể thao túng ký ức của họ vậy nên không có ai có thể nhớ được vẻ bề ngoài của anh nhưng eusnin lại hiểu rõ việc sức mạnh truyền qua các thế hệ ngay cả sau khi chết không phải là điều bình thường trừ khi có sự can thiệp mạnh mẽ nào đó nghĩ đến đây eusnin càng quyết tâm xem ra mình phải nghiên cứu thêm về ma lực mới được nhưng lúc này đột nhiên eusnin lại nhớ ra vì sao ký ức của cô lại không bị thay đổi rất nhanh tis đã giải thích cho cô bởi vì em là con lai giữa tinh linh và loài người vừa hay, huyết mạch này tương khắc với năng lực của hoàng thất. Nghe vậy Yiu Snin liền hỏi. Vậy anh không lo lắng sao? Yiu Snin từng bước tiến lại gần Tis. Cô đặt tay lên ngực anh nói. Nếu như tôi đem bí mật này nói ra, thì phải làm sao? Thấy gương mặt không dám tin nhìn về phía mình của Tis. Yiu Snin đột nhiên có chút đau lòng cùng căng thẳng. Nhưng Yiu Snin cũng muốn trả đũa Tis. Bởi cô cảm thấy ấm ức suốt 14 năm qua. 14 năm Tis không thèm để ý tới cô, nhưng giây tiếp theo, Tis liền nắm lấy tay Yusnin. Ta tin em sẽ không làm như vậy với ta. Bởi vì, từ trước tới này, chỉ có mình em là luôn đứng về phía ta. Ta chỉ có mình em. Yusnin không thể không thừa nhận những lời Tis nói là sự thật. Nhưng cô không đáp lời, mà vô tình xoay người muốn rời đi. Bộ dạng thẳng thừng cự tuyệt này làm Tis có phần hoang mang. Anh lên tiếng hỏi Yusnin. Lẽ nào em cũng ghét sự thay đổi của ta hay sao? Iusnin nhắm mắt, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, không hề quay đầu lại nói, "Hẹn lần sau gặp, bệ hạ." Vừa bước ra ngoài, Iusnin đã không che giấu nổi nữa mà tựa vào cửa. Cô không ghét việc Tis thay đổi ngoại hình, mà là không thể buông bỏ người mẹ bị bệnh nặng ở thế giới cũ. Vậy nên Iusnin phải cố gắng khắc chế tình cảm bản thân dành cho Tis. Cô cần thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc, nhưng ở phía bên kia cánh cửa, Tis thực sự sắp phát điên rồi. Anh không thể không có Yusnin. Lúc này, Bạo Quân đau khổ lau nước mắt, nếu không có em, ta sẽ phát điên mất. Cảm ơn bạn đã xem hết video, nếu yêu thích đừng quên like share và để lại bình luận cho chúng mình biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các phần mới nhất nha.